Ủa vậy là già đi qua bà Hương rồi. Cái chùa bên đó. Hello, xin chào các bạn nha. Sáng nay là cuối tuần các bạn. Anh em mình với sáng nay mình đi chùa hay các bạn. Mình có ghé mua bánh mì chay rồi nè các bạn. Các bạn mình có ghé mua bánh mì chay rồi nè, ngon lắm các bạn. Ở ngoài quận 3 mà mình đã đưa cái địa chỉ cho các bạn coi đây nè. Thanh Lương nè các bạn, có số điện thoại nữa đó. Mấy cô bán vui vẻ dễ thương lắm. Rồi bây giờ tụi mình đang đi qua bên chùa bên Lê Văn Sĩ phải không? Bên Lê Văn Sĩ nha các bạn. Ở đây là đường gì? Ở đây là đường Kỳ Đồng nha. Mình chạy đường Kỳ Đồng mà chạy bờ kè đường Trường Sơn rồi đang qua bên Lê Văn Sĩ. Cái chùa bên đó mà hồi lúc trước tụi mình có đi rồi các bạn, đẹp lắm. Chùa bên Úc Hương hồi đó Úc Hương có dẫn đi một lần rồi. Các bạn, bánh mì này là tràng thi cái bánh mì kẹp của Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay cái loại phổ thông, loại nhỏ là 38.000 cái, loại lớn chắc 4 mấy quá. Mấy người đó bán ngon lắm đó các bạn. Ở Trương Định là 151 Trương Định các bạn. Ở đây mà đường này là đường Trương Định. Ồ, khách sạn này New Palace à. New Palace lớn ghê không? Ủa, hình như là nghỉ hay gì ta? Học thấy nữa ta. Nay nắng đỡ hơn quá. Nay dịu hơn. Hôm nay có coi hoa hậu chuyển giới không? Thôi đó cô, con đậu đẹp hỏng chỗ đựng. Hình như là dẫn cha lên khóc đúng không? Không, lướt sáng coi lướt TikTok. Không, tiếng Anh á, trời ơi, tiếng Anh thôi lạnh lùng, xương khối không nhận đầu tư hay quá. Các bạn ơi, hoa hậu chuyển giới năm nay đẹp lắm các bạn. Trong những càng lúc càng Việt Nam mình càng đưa đi những cái đối thủ mạnh không ha. Tiếng Anh đồ không luôn ha. Dữ thiệt. Hay giỏi, càng lúc càng tân tiến. Sáng nay mình ăn bánh mì rồi các bạn. Ngon quá. Bánh mì chay các bạn ơi. Ngon hơn bánh mì mặn nha. Bánh mì chay ngon hơn. Bà làm xúc xắc lắm. Cái bơ ba tê rồi làm ngon quá. Mấy cô này bán dễ thương lắm thôi. Nói chuyện ngọt ngào lắm. Chưa tới cái chợ. Đi là mới hợp chưa tới chợ. Bà sáng nay không để ý ta. Đúng rồi, để em khám bánh mì chay. Ngon quá. Cho bác vị cái gì ngay cái góc hai mặt tiền đúng không? Ngay gần cây xăng có cái chỗ nha, bán mì chay phải không? Chưa tới. Dạ. Tốt chứ kia chưa qua chợ mà. Chỗ cây xăng là qua chợ rồi. Thôi đừng dữ. Nói chung là nằm bên phải mày đi hết con đường nó nằm thấy nè. Ngon quá không? Em là một đường kinh niên. Tụi cái nào nó hết tóc cho không? Hỏi rồi, của nhà anh rồi, tôi nói nhà trên tiền. À, lớp vỏ lớp lớn rồi đó, màu đen đó kìa. Sáng mình thấy đi nhà thờ, giờ nhà thờ Ba Chuông nè mọi người. Quá lớn luôn ha. Mọi người đi nhà thờ rất là đông luôn. Mấy bé có nhiều cái khăn hoàng quá, màu xanh dương, màu vàng nữa. Giờ mình quẹo đây. Mình vô chùa Viên Giác nha các bạn. Ở trên đường Bùi Thị Xuân. Này là Đặng Văn Ngữ. Sáng ta ăn uống cà phê quá chừng luôn ha. Vui dễ sợ. Giờ mình quẹo vô Bùi Thị Xuân. Ô nhỏ quá sao đi được trời. Ô các bạn ơi, đường quá nhỏ luôn. Có chút xíu à. Tới rồi nha mọi người. Qua mở cửa. Hôm nay mình vào chùa mình lễ Phật nha mọi người. Bây giờ mình lên chánh điện nha các bạn.
sau này mình thấy có hồ cá coi nha các bạn. Ồ, quá, wow, rất là nhiều cá luôn nha. Mình đi xuống nè mọi người, mình vừa đỉnh lễ xong ha. Ở trên đó có tháp chuông. Ở bên đây thì mình thấy có, wow, đẹp quá ha. Tượng Bồ Tát chính giữa hồ nữa. Ôi, cá này lớn dễ sợ không các bạn. Ở trong đây là những cuốn, mình thấy lưu trữ những cuốn sách kinh đó mọi người, rất là lớn luôn. Quay này không chị ba chỉ mê luôn. Hồ lạnh ha, hồ nước lạnh ha. Rồi, bây giờ tụi mình đã đến lễ Phật xong, bây giờ tụi mình ra xe nha mọi người. Đây mình thấy có, ngoài đây là tượng Phật Di Lặc. Có hai cây tắc. Cây tắc đó là cây tắc ngọt á. Đây là ngoài trước khung cảnh của buổi chùa. Chùa ở trước nè mọi người. Uống thì ngon. Đây. Thì mình đang làm nước mắm chay nha các bạn. Nước mắm của này của người phía sau vậy nè. Nói chung của thương hiệu gì mình không biết, nhưng mà nước mắm chay nha. Rồi, oh my god, ngon đó. Đó, ngon rồi không? Cũng tương tự nước mắm mặn phải không? Đúng. Thơm ngon lắm. Còn ở đây thì mình có cái này, sườn chay này các bạn, với lại đậu hũ nè. Bây giờ hai cái này mình sẽ chiên lên, chiên cho giòn lên để mình cuốn ăn nha các bạn. Cháo mình nó đang chiên nha các bạn. Còn bây giờ mình sẽ đặt rau ha. Giá này mình mua có mấy ngàn bạc hả các bạn? Lâu lắm rồi mình cũng ăn củ sắn ha. Củ sắn khi mà mình đi ở Bình Dương về, mình đi chùa về thì mình thấy ở trên đường của người ta ngay chỗ lấy thiêu á các bạn, mình thấy bán nhiều dữ lắm củ sắn ở ngoài đường á. Mà không biết củ sắn là gì mà mình thấy nhỏ chút chút không à. Ăn củ sắn thì nó mát, nó có tính mát, tính hàn á. Nó làm cho cơ thể mình nó mát. Và đặc biệt một điều nữa là nó sình bụng mình nha. Nếu mà mình ăn nhiều quá. Cháu mình đã cười các bạn. Ở đây ở trong siêu thị còn củ thì mình vớt luôn. Bán dưới thì sao siêu thị không còn gì hết trơn á. Làm như người ta mua nhiều á. Ở trong mình nó tổng cộng là 7-8 cái siêu thị mà mỗi lần mà mình cần cái món đồ gì, ví dụ như cái bánh hỏi đi các bạn, là mình không có bánh hỏi nha. Khó dữ lắm. Cho nên mình phải sáng sớm các bạn, nếu muốn làm đồ ăn ở nhà các bạn phải đi chợ thật là sớm mua. Còn cái này thì chắc mình phải bào á. Mình cuốn kèm là có rau dắp cá này với rau húng lủi rồi các bạn. Rau thơm, rau húng lủi rồi á. Để mình kèm vô mình cuốn á. Cho nó thơm cái cuốn của mình. Đó, các bạn thấy không? Mình khoái ăn cái rau thơm nè. Cái rau này á, mà là để mình ăn hủ tiếu chay cũng ngon lắm.
mỗi lần nhớ tới hửi cái gạo này cứ nhớ tới cái tô hủ tiếu chay ở dưới quê. Ở dưới cái xứ mình, ở dưới á Thanh, khi Út đăng cái video mà lên mà mạng hủ tiếu chay á, trời ơi, mọi người vô comment á, nhớ dưới cũng có đặc sản ở dưới mà. Các anh chị á các bạn, về Bến Tre là phải ăn hủ tiếu chay đặc sản ở dưới luôn các bạn ơi, ngon dữ lắm. Trời ơi, cơ mình mua có mấy ngàn rau rồi mà cho gì mà quá trời quá đất. Đây cà rốt này các bạn ơi, mình đang tiến hành bào nó nha các bạn. Bào sợi sợi về để mình xào với dầu ô liu á các bạn. Rồi nha, bao nhiêu đây, rồi bắt đầu mình tiến hành mình bào tới cái củ sắn luôn nha các bạn. Bây giờ chiên được gì rồi đó, trời ơi ngon không các bạn, giòn lắm mà, giòn hai mặt. Rồi bây giờ bữa hồi mình chiên, mình xào với dầu ô liu nha. Ở đây còn miếng đồ chay để ngày mai mình ăn nha các bạn. Xào nhanh. Wow, quá ngon ha. Rồi. Bây giờ mình lấy miếng bánh tráng. Ủa bánh tráng sao còn bánh chì vậy? Vậy rồi cuốn sao? À cuốn này luôn các bạn. Rồi ha, bây giờ mình nhúng miếng nước nha. Rồi nó cũng giòn quá các bạn ơi. Nó giòn khái nha. Thành ra mình phải trét nước lên. Đó. Rồi nó mềm ra mới được nha các bạn. Để đây. Rồi mình để rau vô nha, rau giá vô. Mình cuốn sẵn vậy nè thì nó sẽ tiện cho cái người ăn hơn. Mình bỏ sườn chay vô. Một miếng đậu hũ vô. Hả? Không, mới tin á. Mới mua dưới mà. Thì củ đâu có, tại mình đây nè, Út làm đâu có giòn đâu. Chét nước vô. Rồi cái cuốn mình làm hơi bự nha các bạn. Đó. Đây nè. Rồi được rồi. Rồi mình ăn luôn các bạn. Vậy là mình chế nước mắm vô mình ăn luôn. Cuốn đầu lần nào cũng bị, đứa nào cũng bị. Ngon quá. Cuốn ít thôi vẫn cuốn nhiều. Hiểu không? Cái cuốn ít thôi vẫn cuốn nhiều. Hai đứa mình cuốn nha các bạn. Chưa có gì hết đó. Là ăn luôn rồi, no luôn rồi. Ngon rồi, vô cái đồ xào này ghét. Đúng không? Cuốn thứ nhì nè mọi người, nó đẹp hơn cuốn thứ nhất, nhưng mà giờ mình quất luôn nha. Giờ đây mình chế miếng nước mắm vô, mắm chay nha các bạn. Ngon lắm mọi người, nhỏ cháu mình làm nè. Trời ơi, xuất sắc thiệt. Nước mắm chay và nước mắm mặn á, nó không khác gì nhau luôn á. Đúng không? Ngon quá hả hả?
không bị nặng bụng. Các bạn ơi, bây giờ mình cuốn cho thằng em mình á, mình cắt cái miếng giấy màu trắng này ra để mình cuốn vô nè. Đó, cho khi mà người ta ăn á, cái người ta gỡ ra nó không bị dính á các bạn. Nè, nãy giờ mình làm được cũng được 4 cuốn rồi nè các bạn. Đó, coi đẹp không? Coi sạch sẽ ha. Đó, đây nè các bạn. Đó, bự bự. Kệ, ở nhà mình ăn mình làm giả chiến luôn các bạn ơi. Không có thành vấn đề. Miễn nó ngon được rồi, miễn ở trong là chất lượng. Bây giờ mình cuốn tiếp nha. Đây, mình quất thêm một cuốn nữa rồi nè. Mình để vô. Đó, mình quấn nó lại. Rồi, thịt bóng luôn. Lùm tiền. Ngon quá. Rồi, mình chơi một cuốn nữa nha mọi người. Rồi, ở đây thì còn miếng nè các bạn. Còn miếng bổi nè. Mình làm đủ hết cho nhà mình ăn rồi. Mình giờ mình vớt cuốn chót luôn. Mình chan nước mắm vô mình ăn luôn. Ngon không? Đây các bạn ơi, bây giờ á mình sẽ bỏ vô cái hũ này nha các bạn. Nhà mình xài bằng hũ thủy tinh không nha các bạn. Để cho mình đó. Ô, xếp 7 cuốn, trời ơi 7 cuốn này không biết ăn hết không. Cái cuốn nào cuốn nấy gì như cái hũ lô rồi trời. Quá đẹp. Rồi, cộng thêm bịch nước mắm bo luôn. Rồi quá đẹp. Rồi mời mọi người đi chung với mình nha.